Rồi bây giờ thôi, trước khi hỏi thì giờ em cứ trình bày theo ý em ấy. Em thích cái gì nhất, em thấy cái gì hay nhất ấy, hoặc cái nào em cảm thấy chưa rõ là hỏi trả lời, còn không là bây giờ em trình bày cái gì mà em cảm thấy hay nhất, hiểu nhất ấy. Bây giờ nói những ý này nha. Bây giờ là cái công thức ấy là bỏ qua không không bàn rồi nha. Dạ. Rồi, tiếp nữa này. Nguyên tắc này, thực tế này, rồi, điều kiện, thứ nhất chưa nói điều kiện không trừ thuế mà. Rồi. Ví dụ như điều kiện không trừ thuế là trên 20 triệu thì sao? Mình chưa nói mà. Mình cắt không trừ thuế này. Có nghĩa là bây giờ nếu á, mà em không nhớ, tức là em nghe là một việc nhưng mà em phải gọi cái kiến thức nó lại dưới dạng là em nhớ lại, em ghi nó ra vở. Em hình dung không? À, tức là một mặt để mình là ở đây không cần là thuộc lòng, nếu thuộc lòng thì càng tốt, mà chắc chắn sau này em làm nhiều em sẽ nhớ, em hình dung không? Và tự động khi làm nhiều rồi tất cả những cái nội dung gì đó tự động nó ùa về, tự động nó bật ra, giống như nói tiếng Anh vậy đó. Hoặc là giống như bây giờ A cộng B tất cả bình phương nó sẽ bằng gì thì nó rõ ra đó. Sin bình phương cộng cos bình phương đó là những cái thứ đấy, còn đây là tính thuế giá trị tăng thì nó như thế này. Nguyên tắc thì chẳng hạn như là bây giờ xe tài sản cố định dưới 9 chỗ ngồi, dưới 9 triệu ngồi, dưới 1 tỷ 6 thì dính dưới 9 chỗ ngồi, trên 1 tỷ 6 thì nó sẽ như thế nào. Cái này là em ghi lại được không? Hình Dạ. như không? Mà em là hình như là có in slide hả? Dạ có. À, in slide, nếu in slide á, thì sẽ dựa vào slide để xem rồi đánh dấu, mình ghi chép rồi đấy, mình ghi những cái từ khóa để mình nhớ được không? Em đang xem lại mấy cái video á, nhưng mà em xem cũng chậm lắm, cũng không có thời gian nhiều, chứ để xem rồi em cô đọng lại luôn á. em định em định em cô đọng lại hết thế giới trị gia tăng những cái mấu chốt cái gì, xong em chụp hình, em ghi ra, em chụp hình em cho anh coi thử, Đúng rồi. nhưng mà em chưa có làm xong. À, bây giờ nghe là câu chuyện Hiện nó như thế tại này. là em cũng dạng giống như là không có nhớ hết cũng. Không không, ở đây là không cần nhớ, bây giờ là chốt lại là không có nhớ. Được không? Em chỉ cần là ghi lại những nội dung đây theo slide em ghi ra hết được không? Cái nguyên tắc á, là khoảng tầm 10 15 nguyên tắc, 15 cái gạch đầu dòng. Tất nhiên mỗi gạch đầu dòng nó sẽ có những cái dấu cộng nhỏ tùy tùy cái trường hợp được không? Rồi ví dụ như là đối tượng không chịu thuế thì có cái này là em có thể ghi là một vài đối tượng, cái này tôi không yêu cầu. Nhưng mà biết đối tượng không chịu thuế thì em phải biết là đối tượng không chịu thuế thì là thuế có được khấu trừ hay không, là em phải ghi ra. Em hình dung Em là không? như vậy, còn Thì em cứ ghi vậy đi, rồi không cần em phải thuộc, em chỉ cần hiểu cái vấn đề đấy em ghi nó ra, hiểu vấn đề đấy ghi nó ra, rồi xong mình chốt lên cái nội dung đấy, tức là tôi cần chốt nội dung không cần em phải học thuộc, mình rõ chỗ này thống nhất chỗ này nha. Rồi sau đó là khi em làm nhiều em sẽ thì quen, và khi mình đụng chạm vấn đề đấy mình sẽ nhớ chỗ đấy, mình lật vở ra mình xem không sao hết. Và tại vì mình làm đây mình được quyền xem tài liệu mà, nó không phải giống như mình đi thi đúng không, kể cả người ta có cơ quan hay là bất kỳ ai có hỏi mình vấn đề này thì mình vẫn được quyền xem tài liệu mà. Tôi nói em là tôi hỏi vấn đề gì thuế thì họ có thể trả lời liền, cũng có thể người ta không trả lời liền, thì người ta về nhà người ta tra cứu văn bản thì người ta trả lời bằng mình bằng văn bản vẫn vẫn ok, ai nói năng gì đâu. Em có chê ông thuế gì của bác không, làm gì có ai chê gì đâu, vẫn bình thường được không? Ví dụ ngày mai có hội nghị đối thoại này, ngày mai là tôi có ba cái lịch, bốn lịch cùng lúc, một lịch là kiểm tra thuế này,
mục lịch là làm việc gì nghe đối thoại gì mấy ông lãnh sự quán nước ngoài này. Mục lịch nữa là hội BNI này, mục lịch nữa là đối thoại với cơ quan thuế này. Bốn cái lịch cùng một lúc. Thôi bây giờ quay lại vấn đề nha, là vẫn theo ba em đấy, và ví dụ như bây giờ cứ mỗi nội dung em đã rõ, em có thể ví dụ được, em hình dung không? Ví dụ như này này, cái nội dung này em có thể ví dụ được, là coi như là em đã hiểu vấn đề, tức là mình sẽ tương tác với nội dung như vậy, chứ không cần là em phải ấp vớ lại hay là như thế nào này. Em đọc từng ý ra thuộc bài ý đấy, không cần, tôi không cần, em cứ để ý nó ra, em nhìn cái ý này em hiểu, hoặc tôi sẽ hỏi cái ý đấy em sẽ trả lời và ngược lại. Em đồng ý rồi này không? Rồi thống nhất vậy nha. Tiếp nữa là bây giờ là cái tôi coi lại, tại vì tôi nhớ là chưa nói. Đây tôi hỏi em là cái nội dung đây là đã nói chưa? Điều kiện không đưa thuế này. Điều kiện không đưa thuế nói chưa? Chưa mà. Đây. Câu hỏi nha. Ví dụ như bây giờ công ty Tín Việt, công ty tư vấn thuế Tín Việt mua cái điện thoại đây, 5,5 triệu, điện thoại 5,5 triệu, được không? Chi tiền mặt, có hóa đơn, tức là có hóa đơn, có mặt hàng, rồi chi tiền mặt, rồi cái điện thoại này. Nó to lên đứng xíu được không anh? À, xin lỗi, to là không to. Rồi. Một trường hợp nữa là cái này, điện thoại này, ví dụ như là 30 triệu và chi tiền mặt, cũng có hóa đơn đại hòa. Vậy thì có trường hợp nào không được khấu trừ thuế không? Một cái 5,5 triệu chi tiền mặt, với một cái 30 triệu chi tiền mặt, là cái 30 triệu là sẽ không được khấu trừ thuế. Lý do? Lý do là trên hoặc bằng 20 triệu trở lên là phải thanh toán không bằng hình thức tiền mặt. À. Mới được khấu trừ thuế. Rồi, đúng rồi. Đấy. Câu chuyện là như vậy. Vậy thì ví dụ như bây giờ là cái 5,5 triệu này này, tôi thanh toán bằng chuyển khoản thì có được khấu trừ không? Dạ được anh. Vậy thì vấn đề là trên hay dưới? Dưới 20 triệu thanh toán bằng hình thức gì cũng được. Ok. Rồi. Chỗ này phải đọc cho kỹ nha. Điều kiện thứ nhất này, có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa dịch vụ mua vào, hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu, hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng thay cho phía nước ngoài. Có nghĩa ví dụ em làm nhập khẩu ấy, thì phải có chứng từ khâu nhập khẩu này thì em mới được khấu trừ thuế. Đó là nói góc độ là nhập khẩu luôn. Em hiểu ý không em? Ý là ví dụ như mình nhập một cái lô hàng gì đó của bên nước ngoài về. Đúng. Mình phải có chứng từ nộp thuế khâu nhập khẩu. Chứng từ nộp thuế chứ không phải là chứng từ khâu nhập khẩu. Chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu. Chứng từ nộp thuế. Cái chứng từ nộp thuế này. Dạ. Mà thuế đó là thuế gì? Thuế đó là thuế giá trị gia tăng. Ở khâu nào? Đó là khâu nhập khẩu. Anh hiểu không? Dạ. Câu từ nó là như vậy. Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa dịch vụ mua vào, hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu. Anh dùng tới ý này đúng không? Tại vì cái này là nó còn mới, nó chưa cái gì hết. Nhưng mà em hiểu là ví dụ em nhập cái điện thoại này nè, 3.000 tỷ, cái lô điện thoại là 3.000 tỷ, đúng không? Thì ví dụ như thuế nhập khẩu nó là 3 tỷ, ví dụ vậy. Thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu này là 3 tỷ. Bây giờ em muốn được khấu trừ cái thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu này thì em phải có chứng từ nộp thuế. Tại vì thuế này là thuế khâu nhập khẩu, em phải nộp, phải có chứng từ thì mới được khấu trừ thuế, được không em? Chứng từ đó như thế nào anh? Em lại là bây giờ vậy, nếu vậy thì mở cái này lên. Giờ tôi không có cái ý là nó giống như một tờ hóa đơn. Nó không phải, nó là một cái tờ giấy ủy nhiệm chi. Em hiểu không? Nó một tờ giấy ủy nhiệm chi nộp tiền thuế mà. Nó là này.
anh hiểu không? Dạ. Rồi đó. À, có nghĩa là chứng từ là chứng minh mình có nộp tiền thuế. Mình ý làm gì nè, để làm rõ nè, như em vừa mới hỏi là một cái rất là rõ ràng này, để nói, bài toán mình sẽ giải quyết rất là nhanh. Có nghĩa em cứ thắc mắc và em hãy nói cái vấn đề em đang thắc mắc ở nằm ở khâu nào, ví dụ những cái chứng từ là chứng từ gì, hoặc khâu nhập khẩu là khâu gì em chưa hiểu, hoặc là cái chứng từ nộp thuế của em là nó hình dáng như thế nào đấy, em hỏi rất là hay, tôi thích cái sự hỏi rõ ràng vậy. Và cái chứng từ nộp thuế thì em hồi giờ em thấy ở giùm chi chưa, giấy nộp tiền. À, thì cũng giống vậy, nhưng mà cái này nó thường nó sẽ là đây này, giờ này chứng từ đây, chứng từ nộp thuế nhập khẩu này, xong cái mình vô khâu hình ảnh này, có thể nó sẽ lòi ra ví dụ vậy, em hiểu ý không em? Dạ. Tại vì là đang nói câu này, bữa sau tôi sẽ làm nó rõ, lưu lưu hình ảnh này rồi. Sao tôi dẫn chứng nó rõ không? Đây nè, em nhìn thấy này, thuế thu nhập từ tiền lương tiền công là nó liên quan gì, em hình dung không? Nội dung các khoản nộp ngân sách này là cái khoản này nó không liên quan với mình. Em hiểu ý không? Dạ. Đây là giấy nộp tiền, nó là chuyển khoản nộp tiền vào ngân sách nhà nước, thì cái này nó không phải vậy. Thì cái này để tôi có thể là hình dung nó lại như thế này. Ủy nhiệm chi đây, có thể là tờ đây, đây là tiền phạt không em, cái này này không biết em có thấy nổi không, đây cái này Nguyễn Xuân này 340 triệu, trời ơi trên này nó có đủ ý là như thế này này anh, ý là chứng từ của khâu nhập khẩu á. Đây là nói chứng từ của thuế đúng không? Chứng nó là một tờ giấy nộp tiền, ý chứng cứ nộp tiền, giờ nó không có cái dạ. Này đây là từ nó rồi. Là nộp nộp tiền cho bên mấy ông hải quan á, em hình dung nó vậy. Dạ. Ý là như thế này nè, ví dụ như em mua một lô hàng ở bên nước ngoài về đúng không? Trên đó là có cái hóa đơn hợp đồng. Hóa đơn hợp đồng gì đó, xong rồi mình tính thuế ra, xong chừng mình nộp tiền thuế của cái đó. Xong rồi là có nghĩa là sau này thuế có kiểm tra là mình đưa cái bộ hồ sơ đó ra chứng minh là mình đã chuyển khoản hay là thanh toán bằng tiền gì, gì đó cho thuế, đúng không? Thì mình mới được khấu trừ, tức là nó là điều kiện để khấu trừ, giống như là điều kiện đủ vậy đó, điều kiện đủ để khấu trừ vậy. Có nghĩa là mình mình đã làm rồi. Vậy thì là mình nộp thuế trước rồi mình mới đúng, mình phải nộp thuế trước chứ, mình phải nộp thuế rồi mình mới có cái chứng cứ đấy, là cái chứng cứ đấy mình mới giờ mà hạch toán rồi mới khấu trừ, thì mình hạch toán là khấu trừ rồi đó. Mình đã hạch toán là mình khấu trừ rồi, nhưng mà mình phải hiểu cái quy định, có nghĩa là rất là nhiều bạn là không hiểu chỗ này, bạn cứ hạch toán nhưng mà bạn không có chứng cứ, đến khi thanh tra kiểm tra thì cái tờ giấy nộp tiền nó không có. Mặc dù đã có nộp nhưng mà giờ tìm cái tờ giấy nó không ra. Thì ý là cái này hồi em có làm rồi, nhưng mà em không biết. Em chỉ làm thanh toán vậy thôi. Có nghĩa là hồi bên em mua gạch ở Indo hay là Thái Lan gì đó. Xong rồi thì cái bộ chứng từ xong rồi họ xuất hóa đơn hay gì đó, em cũng không biết là bên chỗ hồi 10 nó làm á, thì nó đưa cái tờ giấy qua, nó kêu là nộp tiền thuế đó. Chứ em cũng không biết tại sao là tính ra được cái số tiền đó.
Câu chuyện đấy là câu chuyện mà mình ghi chú đi nha. Giờ giờ em đi qua cái khâu đấy nữa là nó nhiều nội dung nữa là nó rối. Có nghĩa ở đây là mình như nãy giờ em hiểu là đúng, có nghĩa mình nhập một lô hàng từ bên nước ngoài giờ, đó gọi là nhập khẩu. Thì cái bên làm việc nó sẽ liên quan với bên hải quan, là sẽ có cái công ty làm dịch vụ về cái phần nhập khẩu đấy. Đúng. Đó họ sẽ tính ra cái số tiền thuế phải nộp. Đó, rồi tính ra số tiền thuế phải nộp thì bên dựa mình theo em cơ sở, dựa theo cái hợp đồng, dựa theo cái giá trị, dựa theo cái invoice vân vân, thì mình sẽ nộp tiền thuế đấy, rồi cái tiền thuế mình đã nộp ấy mình sẽ quay lại mình khấu trừ thuế. Đó. Nhưng mà để đủ ấy, thì em cứ hình dung là bây giờ để đủ điều kiện để cái khấu trừ thuế là đúng luật thì phải có chứng cứ là cái tờ giấy nộp tiền thuế giá trị gia tăng ở khâu nhập khẩu. Đó. Em hiểu không? Rồi, đó đúng không? Còn dạ. cái mặt chứng từ mặt thuế. Dạ, hồi trước em cũng có làm cái giấy nộp tiền thuế này rồi, đúng là có bên thứ ba. Họ đưa số tiền đó xong rồi em nộp lên thôi. Rồi. Dạ. Nhưng mà em không hiểu cách tính chưa biết ghi chú em có từ tiền đó thôi. Ghi chú lại. Ví dụ như bữa em hỏi gì hóa đơn điện tử rồi gì đó, cứ ghi chú lại hết nha. Dạ. Nó sẽ dễ giải quyết vấn đề hơn là bây giờ mình đi nói vậy nó cái nhánh lá, cái nhánh cây đó nó nhiều nhánh lắm. Cho nên giờ mình cứ đi theo những cái trụ, những cái cây chính. Rồi, cái thứ hai này. Để nó tiện là bữa sau là em sẽ đọc mấy cái này trước. Rồi nếu mà chốt rồi là em xem thêm, tức là nếu mà nó hết cái phần giá trị gia tăng ấy là em sẽ phải ghi lại như nãy giờ mình thống nhất, được không? Dạ. Rồi sau khi ghi thống nhất rồi á, bữa sau em sẽ phải đọc trước cái phần thuế thu nhập doanh nghiệp nha. Ok. Dạ. Tiếp. Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Bây giờ từng ý đi. Thanh toán không dùng tiền mặt là gì? Là mình thanh toán bằng ủy nhẹ nhiệm chi hoặc là rồi, cái phần thức gì đó mà không phải là mặt, không phải là tiền mặt. Rồi ok đó. Đối với hàng hóa dịch vụ mua vào đấy, mình đọc từng khúc như vậy. Rồi tiếp nữa là bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu, tức là cả hàng hóa nhập khẩu thì vẫn không dùng tiền mặt, được không? Từ 20 triệu đồng trở lên thì có nghĩa là dưới 20 triệu đồng thì ông muốn làm gì ông làm, tôi chả quan tâm, được không? Đến đây là vậy. Đó. Rồi trừ trường hợp, có nghĩa là nó sẽ có một số trường hợp loại trừ, nó không theo quy định cái chữ đen trên, có nghĩa là mình thanh toán tiền mặt vẫn được, đúng rồi. Trừ các trường hợp giá trị hàng hóa dịch vụ nhập khẩu từng lần có giá trị dưới 20 triệu đồng. Dưới 20 triệu đồng thì kệ ông nội, nó muốn làm gì làm. Tức là nhập khẩu nhưng mà dưới 20 triệu đồng thì ông muốn làm gì thì quy định nó không không cấm cả, đúng không? Rồi, hàng hóa dịch vụ mua vào từng lần theo giá trị dưới 20 triệu đồng theo giá đã có thuế giá trị tăng. Và trường hợp này theo giá đã có thuế giá trị tăng, có nghĩa là cái việc tính cái giá trị là 20 hay là bao nhiêu đấy, tức là giá trị 20 đó là giá trị đã bao gồm thuế. Dạ. Chứ không phải là giá trị chưa bao gồm thuế mà tính 20, hình dung không? Nó sẽ bị nhầm lẫn. Thì mình làm việc nhiều, mình nghe nhiều, mình sẽ cảm nhận được cái việc này. Như hồi tôi mới nghe quy định này là đầu tôi nghĩ này ngay là vấn đề của 20 triệu, giờ biết là trước thuế hay là sau thuế. Dạ. Thì mình đặt câu hỏi đi, đó là cái bản năng, là cái khả năng của mình, là tôi đang muốn gieo cho em như vậy để em hình dung là khi người ta nói vấn đề em hay có những đặt những câu hỏi như bữa giờ em hay hỏi tôi, là những câu hỏi rất là giá trị, rất là hay. Cho nên là cứ ghi, vẫn giữ cái phong độ đấy, hiểu không? Rồi tiếp tục. Trường hợp cơ sở kinh doanh nhập khẩu hàng hóa là quà biếu, quà tặng của tổ chức cá nhân nước ngoài. Đấy. Thành chưa không? Dạ. Rồi bây giờ vậy nè nghe. Mình tiếp nha. Đây này. Cái này là giải thích này. Đấy. Nó giải thích rõ ra, mà em phải hiểu là trong cái những cái quy định này này, nó sẽ có những cái giải thích. Ví dụ như chỗ này, hóa đơn hợp pháp là cái hóa đơn khí khô gì, làm sao biết? Em hiểu không? Em phải đặt câu hỏi như thế.
Nhưng mà bởi vì do là cái này nó là em muốn biết là em phải qua cái gọi slide về hóa đơn nữa, em hiểu không? Dạ. Cứ mỗi phần nó sẽ có những cái để giải thích, cho nên giờ tạm thời cho giờ đang nói cái này, tôi để sọt cái thông tư về hóa đơn nữa là nói cái khúc này nó lại rối cho mình, em đồng ý không? Dạ. Nên cái này có thể là em chưa hiểu chưa rõ thì mình lại đặt câu hỏi ngay chỗ đây. À, anh Sơn có nói như này, mình em không hiểu hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp là hóa đơn nào, tức là mình phải hiểu đúng không? Còn ví dụ như bây giờ nó có những cái câu rất là quỷ quái, sau này em sẽ gặp là chứng từ theo quy định, thì câu hỏi theo quy định là quy định gì, làm sao tôi biết theo quy định, em hiểu không? Đúng đúng Nó là đúng như vậy, thế nên là theo quy định cho ông cứ nói làm việc đúng quy định nha em. Ví dụ như bây giờ bạn em, bạn trai hay là bạn gái, hay nói chung là sếp hay ai, em nấu ngon ngon nha, rồi tớ nấu nó ăn dở ông là sao cơ? Đâu có phải vấn đề cái việc mà ăn ngon nó là khẩu vị, cho nên mình phải hiểu khẩu vị của họ. Giám đốc thích ăn là canh chua, mà bà giám đốc ấy thì thích ăn canh ngọt miền Tây, không nấu mặn thì mình chơi dở vân vân, nó vui. Bỏ qua vấn đề đấy, nói cái này nó bị đói bụng. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là đấy, có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền, em nhớ cái từ chứng minh này nha, có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán. Dừng ở chỗ này đi. Đó. Này. Có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán. Có nghĩa là phải có cái gì để chứng minh, chứ không nói bằng mồm được. Rồi. Tài khoản của bên mua và tài khoản của bên bán phải là tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế. Bên mua không cần phải đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế tài khoản tiền vay tại các tổ chức tín dụng dùng để thanh toán cho nhà cung cấp. Hình dung không? Mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, như xét ủy nhiệm chi, lệnh chi, ủy nhiệm thu, nhờ thu, thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, sim điện thoại, ví điện tử và các hình thức thanh toán khác theo quy định. Có nghĩa là sao? Để chia cái màu xanh xanh ra cho nó dễ này, có nghĩa là ví dụ như những hình thức này, xét này, ủy nhiệm chi này, lệnh chi này, ủy nhiệm thu này, nhờ thu này, thẻ ngân hàng này, thẻ tín dụng này, sim, ví điện tử và các hình thức thanh toán khác theo quy định, thì có nghĩa là em thấy hình thức khác theo quy định là hình thức gì? Nó kèm thêm cái câu này nữa, tức là nhà nước mình nó có những câu gọi là ví dụ như bây giờ vậy nha. Bây giờ không biết em có đọc cái hồ sơ cái bản mà mô tả công việc chưa, cái bản CD mô tả công việc của mỗi vị trí, mỗi bộ phận ấy. Ví dụ như em làm cái công ty, một tập đoàn, nó sẽ có mỗi bộ phận nó sẽ có một bản mô tả công việc của cái bộ phận đấy, hoặc là em trước khi em vào việc của một công ty nó sẽ có bản GD là mô tả công việc, thì hoặc là trong cái cuộc họp nó có cái gì đấy, thì cái thường nó sẽ gạch đầu dòng nổ nổ mỗi ý mỗi ý mỗi ý, việc A việc B việc C, và việc cuối cùng đó là việc gì, biết không? Làm theo lời lệnh của giám đốc đấy. Ví dụ như tôi cũng có những cái bản mô tả công việc như vậy, và câu cuối cùng là phải làm theo lệnh, có nghĩa là tôi chỉ định cái những việc gì thì cũng làm, cho giờ nó cứ theo, có nghĩa là việc có 9 việc, cái việc thứ 10 là chưa biết cái việc gì, đúng không? Có nghĩa là cái việc nó phát sinh ngoài 9 việc trên, mà bây giờ nếu không có cái gạch đầu dòng số 10 ấy thì cái bạn nó chỉ làm cái 9 việc này thôi, hình dung không ta? Đúng. À, nếu nếu mà cái dòng số 10 là mai mốt cứ đổ thừa vô dòng số 10 để hiểu không? Quy định nó sẽ có những cái chỗ ba chấm, nó sẽ có cái chỗ ba chấm hoặc là khác, nó gì đấy là cái chỗ đấy nó nguy hiểm lắm, bởi vì nó sẽ nằm ở chỗ đấy. Hay cười hay không? Ừ. Kiểu là kiểu gì làm đó không được ý chí À, cái kiểu nó như vậy á. Ừ. Nhưng mà nói là nói vui vậy thôi, cho tinh thần đó là nó sẽ theo những cái phong chung. Rồi, bao gồm cả trường hợp bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua sang tài khoản bên bán mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân, hoặc bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân sang tài khoản bên bán, nếu tài khoản này đã được đăng ký giao dịch với cơ quan thuế. Cái này á, là nó mang tính chất như thế, em hình dung là này ha.
Đây. Mua. Bán. Bên đây chuyển tiền qua đúng không em? Dạ. Đây là có chứng cứ là của nhiệm chi. Đúng không? Nhưng mà Dạ. bên đây này là tài khoản này. Bên đây cũng là tài khoản. Ý muốn nói là tài khoản bên đây này là tài khoản mang tên công ty. Thì bên đây tài khoản cũng mang tên công ty. Hay là mang mang tên của tổ chức ấy. Ví dụ bên đây là doanh nghiệp thì tài khoản cũng mang tên doanh nghiệp. Bên đây doanh nghiệp cũng thì bên bán nó mang tên là doanh nghiệp gì đó, doanh nghiệp ABC gì đó thì cũng là tài khoản của doanh nghiệp. Còn nếu mà bên đây công ty thì tài khoản ngân hàng nó cũng phải mang tên công ty. Tương tự bên đây cũng vậy. Em hiểu không? Dạ. À. Còn nếu mà bên đây là nó mang tài khoản của chủ doanh nghiệp thì sao? Hoặc là giám đốc thì sao? Là cái tài khoản mang tên giám đốc cũng được. Anh hiểu không? Anh cho em đọc lại cái câu hồi nãy được không? Em chưa rõ. Bao gồm cả trường hợp bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua sang tài khoản bên bán, mang chủ tài khoản doanh nghiệp là bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua mang tên chủ tài khoản ý Con là hiểu, không được. để tôi giải thích cho nè. Đây này nghe, em đồng ý với tôi là bây giờ cứ bên mua chuyển tài khoản chỉ chuyển đây này, chỗ này nó có những cái trường hợp ví dụ như ủy nhiệm chi này là cái thông thường nhất thôi, được không? Cho nó dễ nói được không? Nói một ý thôi Dạ. Dạ. nè, gì gì nó rất là nhiều hình thức, nhưng mà tóm lại là có hình thức tiền mặt này nha, Ừ. là loại. Nhưng thực ra nó có rất là nhiều hình thức giống giống như ủy nhiệm chi này này này, nhưng phải hiểu là ủy nhiệm chi mà từ tài khoản của chủ doanh nghiệp tư nhân này sang tài khoản của công ty, được không? Dạ. Chủ doanh nghiệp tư nhân sang tài khoản của công ty thì không đúng, nó phải là từ tài khoản này, tài khoản của ông doanh nghiệp sang tài khoản công ty mới là đúng, không? Ủa, chủ tài khoản doanh nghiệp là sao anh? Là ông chủ á hả? À đúng rồi, tài khoản của cái ông chủ, ví dụ như tôi là giám đốc cái công ty hoặc là tổng giám đốc cái công ty này, À. nó nói nó bây giờ vậy, tôi mua cái điện thoại này cho của Thế Giới Di Động này, đúng không? Dạ. Bây giờ điện thoại này 30 triệu là phải thanh toán không dùng tiền mặt, tức là không được thanh toán tiền mặt, được không? Thì bây giờ là tôi sẽ chuyển tiền, tôi bấm lệnh ủy nhiệm chi đó, internet banking, tôi đâu có xài tiền mặt đâu, đúng không? Dạ. Ví dụ internet banking từ tài khoản của cá nhân tôi sang cho bên Thế Giới Di Động thì việc này có gọi là thanh toán tiền mặt Không thanh toán tiền mặt nhưng mà không được khấu trừ. không? Ừ, đúng, em hiểu đúng. Và hiểu ở đây là gì? Là cái việc mà tôi chuyển từ tài khoản internet banking, mà từ tài khoản cá nhân của tôi sang cho ông công ty Thế Giới Di Động thì nó vẫn được xem là thanh toán tiền mặt, có nghĩa là không, nó không xét là thanh toán qua ngân hàng, bởi vì nó mang từ tài khoản của cá nhân ông giám đốc này, nó từ tài khoản cá nhân ông giám đốc và từ tài khoản cá nhân của ông chủ doanh nghiệp cũng như không, được không? Rõ. Và ngược lại, nếu mà mình từ tài khoản của công ty đây này, từ tài khoản của công ty mà chuyển sang tài khoản cá nhân giám đốc thì cũng không được, rồi sang tài khoản của cá nhân của cái ông chủ
doanh nghiệp thì cũng không được. Nói chung là không được đi bằng hình thức cá nhân. Đúng rồi, nó phải là từ từ cái việc là từ đơn giản nhất em có thể hình dung nó như thế này: từ tài khoản của tổ chức là công ty hoặc là doanh nghiệp sang tổ chức là công ty hoặc là doanh nghiệp của bên này. Tên tài khoản ấy chị mới này nó mất à? Đây, tên tài khoản là lấy theo tên của đăng ký giấy phép kinh doanh đúng không anh? Ừ đúng rồi. Đây, em nhìn thấy ủy nhiệm chi này nha, tôi lưu nó lại rồi. Đây. Em nhìn này, công ty trách nhiệm hữu hạn ABCDEFXYZ thương mại dịch vụ, cái này là nó đang làm láo này. Dạ. À, đây là ghi láo này. Ý là nó ghi để mô tả cho vui á, không? Dạ. Thì đúng ra nó phải có con dấu đỏ rồi đàng hoàng như lúc nãy á, rồi xong. Cái này là 6 triệu rưỡi rồi. Này là nó không xác thực đâu. Nó phải cái gì máu mê chút tí. Cái này chắc nó hơi khó để đưa lên. Tại tôi đây 60 triệu này, đây tờ này có máu này. Này, em nhìn thấy này, ủy nhiệm chi này, công ty 897, số tài khoản, chi nhánh, số tài khoản, rồi đơn vị thụ hưởng là ngân hàng thương mại ngoại thương 60 triệu, rồi cơ bản đang nói đến là gì, là bên bên chuyển tiền này là 897 này, bên nhận tiền là ngân hàng ngoại thương, ví dụ vậy, số tiền 60 triệu đấy. Và bên này nó sẽ có đóng dấu đỏ rồi gì đó, những thứ liên quan nó có đóng dấu đỏ hết. Được. Này nó chưa có đóng dấu đỏ, chưa có gì thông tin, chỉ nên mang tính chất tham khảo thôi. Nè, ngày giờ cũng chưa có, chưa đủ. Tờ giấy này chỉ có cho vui thôi chứ nó không có đủ giá trị gì hết. Được. Đó, cấp độ là như vậy để hình dung cái bản chất của nó. Và phải ý nói là gì? Nó phải là từ tài khoản ngay chỗ này là công ty này. Được không? Đây này. Cái chỗ này là công ty này, đúng không? Cái chỗ này là ghi tên ông Sơn, chỗ này là tầm bậy tầm bạ rồi, đúng không? Là nó không đúng. Đó, hoặc là bên đây nó cũng phải là tổ chức như thế này. Chứ giờ nó ghi là cái bà X nào đó, bà Y nào đó là cũng không đúng, đúng không? Phải không? Yeah. Câu chuyện là như vậy. Rồi bây giờ quay lại vấn đề. Đây. Cái vấn đề mấu chốt hay chỗ này là nó là như thế này. Ví dụ như bây giờ muốn mà chủ doanh nghiệp ấy, thì thiệt ra chỗ này nó hơi phức tạp. Tài khoản của chủ doanh nghiệp muốn được dùng ở chỗ này ấy, thì mình sẽ phải đăng ký với cơ quan thuế. Tức là chỗ này nó có một trường hợp để mở cửa cho mình, đó là ông chủ doanh nghiệp. Nếu mà ông muốn cái trường hợp này nó được ấy, từ đây về sau được chứ không phải trường hợp này, bởi vì ông phải đăng ký với cơ quan thuế là ông xài, từ đây ông xài cái tài khoản này là ông xài là cho tổ chức luôn. Nhưng mà đúng không? Ừ. À, là được. Tất nhiên bên này nếu mà muốn như vậy thì bên này cũng phải đăng ký luôn, là chủ này, ông chủ doanh nghiệp bên đây thì cũng phải đăng ký luôn thì mới được. Em ví dụ nha. Ví dụ như mình chuyển tiền mình mua cho cá nhân, tức là mình mua hàng của cá nhân. Dạ. Đây. Đây nha. Đây vị. Đây công ty Tín Việt này. Đúng không? Công ty nha, đúng không? Dạ. Rồi, bên này. Bên này là bà Lan. Rồi. Rồi ok, bà cá nhân đấy. Rồi. Bây giờ bà Lan bán món gì đó bên đây đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi bên đây là phải chuyển tiền qua. Rồi em nói tiếp đi, nó làm sao? Chỗ này số tiền bao nhiêu? Cho 20 triệu, trên 20 triệu. Rồi, 26 triệu rồi. Rồi. Dạ. Thế là cái này là mình
Đúng rồi, mà doanh nghiệp của bà đứng tên cá nhân. Cá nhân chứ không phải doanh nghiệp. Em đang mua của cái doanh nghiệp hay là của cá nhân? cá nhân. Rồi nói chuyện cá nhân em cứ hỏi đi. Bên này mình xuất hóa đơn thì mình chuyển vô cho ta Cá cái nhân này á, cá nhân không có xuất hóa đơn nha. không xuất hóa đơn. Nếu mà trường hợp vẫn có hóa đơn của bạn cá nhân này á, Dạ. mày nói ví dụ mà vẫn có hóa đơn của các bạn này mà vẫn là số tiền này thì vẫn phải ủy nhiệm chị, vẫn phải thanh toán không dùng tiền mặt được không? Ừ. Đấy, vẫn là như vậy thôi. Nếu có hóa đơn, quy định nãy giờ nói có hóa đơn mà, được không? Cái này có thông tư nghị định nhiều anh Đấy, thông tư trước mặt đây còn có thông tư nữa, để gửi thông tư nữa qua, sẽ gửi cho em cái thông tư nha. Tức là sẽ gửi cho em cái thông tư, cái này mới là slide làm từ thông tư mà ra thôi. Đó. dạ. Ừ, rồi. Ý là muốn đọc thêm đúng không? Là cái này thôi em muốn biết của thông tư nào á ở Đồng ý, trên đồng ý, đó. đồng ý, đồng ý, đồng ý. Nhưng mà giờ trước khi nói cái vấn đề đấy là nói vấn đề này cho rõ chưa cái đã. Em rõ chỗ này chưa? Tức là nó phải từ tài khoản đơn giản nhất á, là từ tài khoản công ty sang bên tài khoản, tức là tài khoản của tổ chức đến tài khoản của tổ chức. Dạ. Rồi, rõ ràng như vậy nha, là ok, đúng không? Dạ. Rõ ràng nha, rất rõ ràng chỗ này, ổn nha. Rồi, bây Còn giờ chủ là cũng là một cá nhân mà đúng không anh? Nhưng thì chủ mà là cá nhân là không được. không được, nhưng mà nếu mà ông đăng ký cái số tài khoản ông để dùng để Giao dịch luôn là từ đây về sau là ông đăng ký tài khoản nó luôn, cơ quan thuế chấp nhận thì ok, là mới được ok, tính từ thời điểm đó, trước đó không được nha. ví dụ như em nói ví dụ như công ty ổng là tên là XYZ đi Rồi. nhưng mà chuyển qua cá nhân của ổng là tên A gì đó đi thì phải có chứng minh. Thì bây giờ nó là công ty là không được, nó phải là doanh nghiệp đây này. Nó Dạ. chủ doanh nghiệp tư nhân mà đang nói chủ doanh nghiệp tư nhân. Dạ. Em hiểu không? Chỉ có Dạ. giám đốc này, giám đốc mà tài khoản cá nhân của giám đốc là trước quốc là bỏ. Nhưng mà tài khoản của ông chủ doanh nghiệp tư nhân ấy, thì chỗ này còn có du di, nhà nước có ghi rõ. Lúc nãy đó, chủ doanh nghiệp tư nhân thì nếu mà muốn được thì ông phải đăng ký. Thì ý em nói là ví dụ như doanh nghiệp tư nhân bây giờ ví dụ như doanh nghiệp mình ghi là doanh nghiệp tư nhân Hoàng Phương ấy đúng không, Ừ. thì khi mà em chuyển tiền qua đó thì em phải ghi tên công ty đó là như vậy, tên doanh nghiệp đó là như vậy đúng không, Ừ, đúng. sau Ừ. môi trường cái giờ cái bà chủ á bà muốn là thanh toán vô cái tài khoản của bà thì có nghĩa là bà chủ đó bà phải đăng ký cái ví dụ Đúng. như bà tên ai mình vẫn thanh toán qua tên cá nhân của bạn nhưng mà với điều kiện là cái số tài khoản của bạn là phải đăng ký mã số thuế đó, phải đăng ký trên thuế đúng không anh? Đúng. Ví dụ như bây giờ đây, chỗ này là doanh nghiệp bà Lan đúng không? Yeah. Bên đây là công ty Tiến Việt là chuyển khoản cho bà Lan, à, chuyển khoản cho doanh nghiệp. Rồi một trường hợp nữa là tài khoản công ty Tiến Việt là chuyển cho bà Lan đúng không? Có hai phương án đúng không? Dạ. Ừ. Thì phương án đây là phương án đúng, phương án này là phương án sai. Tất nhiên đang phải có hóa đơn nha, chỗ này nó có hóa đơn nha, Dạ. hóa đơn. Rồi phương án đây là phương án đúng. Còn bây giờ cái này chỗ này này, muốn cái này á là nó đúng thì bây giờ là tài khoản của cái bà Lan này này phải đăng ký, là bởi bởi vì bạn là chủ doanh nghiệp và đăng ký với cơ quan, với được không? Dạ. Thì sau đó rồi mới ủy nhiệm chi lần nữa, được không? Dạ. Rồi mới ok. Hiểu ý không nghe? Dạ. Rồi đó, đó là như vậy. Đó. Rồi còn tôi nói thêm chỗ này nữa này, là ví dụ chỗ này là nó có ông Sơn,
đúng không? Dạ. Thì ông Sơn chuyển đi á là không được, vậy thôi. Tức là ông Sơn chuyển đi để thanh toán cái vấn đề gì đó là đều không được. Bởi vì đây là gì, công ty. Tức là tài khoản cá nhân không được. Tài khoản công ty. Dạ. Và tất nhiên nó phải là trên, đang nói chuyện trên 20 triệu nha. Rồi, đồng ý ha. Rồi. Dạ. Tụi này không nhìn thấy con chuột đó. Đây này. Các chứng từ bên mua nộp tiền mặt vào tài khoản của bên bán hoặc chứng từ thanh toán theo các hình thức không phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành không đủ điều kiện để được khấu trừ hoàn thuế giá trị tăng đối với hàng hóa dịch vụ mua vào từ 20 triệu đồng trở lên. Có nghĩa là có nghĩa như thế này. Lên đây. Này không có tổ chức gì. Ví dụ như bây giờ ông Sơn này, ông cầm 26 triệu, ông đến ngân hàng, ông nộp tiền vào cho tài khoản của doanh nghiệp bà Lan thì không được. Em hiểu không? Dạ. Tức là ông cầm tiền mặt đến đến tại ngân hàng. Ông làm một tờ giấy nộp tiền vào tài khoản cho doanh nghiệp bà Lan. Không được. Đồng ý cho này không? Đồng ý không? Dạ. Rồi, dạ là đồng ý nha. Rồi. B này, hàng hóa dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn từ 20 triệu đồng trở lên theo giá đã có thuế giá trị tăng. Nếu không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì không được khấu trừ. Thì đơn giản là gì? Là nó đang nói từng lần thôi. Thì đơn giản là cứ mua mà trên 20 triệu là giá đã có thuế nha. Nếu không có thanh toán qua ngân hàng thì không được khấu trừ. Cái này rõ rồi mà. Ủa? Em biết nhưng mà cái mà hồi nãy anh vừa mới nói á. Cái nào? Ví dụ như mình tới ngân hàng mình cầm tiền mình đưa người ta á. Đó là một tờ giấy nộp tiền mà. Ừ đúng. Nó phải tiền mặt. À. Được. Bởi vậy mới hỏi lại cho nó rõ ra vấn đề này, chứ em nghĩ nó là tiền, em nghĩ nó không phải tiền mặt thì nó sai, nó là tiền mặt. Bây giờ hình dung nha. Đây ví dụ như đây là 260 triệu ơi, khoảng 26 triệu được không? Dạ. Cầm 26 triệu này này, em đến gặp cán bộ ngân hàng, em làm một tờ giấy nộp tiền vào tài khoản của bà Lan, của doanh nghiệp bà Lan, xin lỗi. Đây này, cầm 26 triệu này này đến ngân hàng. Đến ngân hàng này. Bằng. Rồi nói ngân hàng đưa tiền vô tài khoản bà Lan này. Vậy thì em hình dung không? Nó không có qua tài khoản công ty. Dạ. Có nghĩa là gì? Cái nghĩa cái nhà nước quy định ở đây là để ta kiểm soát cái vấn đề là nó phải từ tài khoản công ty qua ngân hàng, rồi từ ngân hàng nó mới qua tổ chức của bên kia nữa. Là nó như vậy là nó đúng quy trình, nhà nước dễ kiểm soát. Chứ em cứ làm tờ giấy nộp tiền vào tài khoản bên kia đâu có kiểm soát được. Cái cơ quan nhà nước không kiểm soát được. Dạ. Tại vì mục tiêu của họ là cần kiểm soát, em phải hiểu là như vậy. Để tránh trường hợp là gian lận mua bán từ lúc nó cắt khiếu. Cho nên là chỗ này em phải thực sự rõ như như mới vừa hỏi là để cho nó rõ hơn vấn đề. Tôi rất là vui mình khi em hỏi câu đấy. Được không? Dạ. Nó không qua tài khoản công ty thì coi như là tiền mặt, đơn giản vậy thôi. Như bây giờ kể cả như tôi bấm cái lệnh ủy nhiệm chi mà từ tài khoản cá nhân của tên tôi là tên Sơn, mặc dù tôi là tổng giám đốc, đúng không? Nhưng nó không phải là từ tài khoản của công ty Tín Việt mà nó từ tài khoản của cá nhân ông Sơn. Mặc dù ông Sơn là đại diện cho Tín Việt cũng là ông Sơn cũng là Tín Việt thôi, nhưng mà nhà nước không quản được, tại vì tài khoản cá nhân nhà nước không có quản được. Tất nhiên họ có quyền yêu cầu cung cấp thông tin, nhưng mà chuyện nó khác. Yeah. Câu chuyện nó khác thì ai đâu rảnh mà cái lúc suốt này đi yêu cầu cung cấp.
Nhưng mà tài khoản công ty thì người ta lấy là được, là mình phải đưa. Và như vậy là tài khoản công ty, em đâu có thấy khoản nào 26 triệu ra đi đâu. Chỉ có tài khoản của ông Sơn mới mới giảm đi 26 triệu, tài khoản của Tiến Việt không giảm 26 triệu. Thì như vậy là chưa đạt. Không đúng. Nó phải là như vậy. Giờ em cứ hình dung bây giờ giả sử như tôi bấm ở điểm chi bằng bằng phương thức internet banking thì nó đâu phải là tiền mặt đâu, tôi đâu có sai tờ tiền mặt nào đâu. Nếu theo lý là em hiểu là nó vẫn là gì, là thanh toán không dùng tiền mặt, nó vẫn là thanh toán qua ngân hàng mà. Dạ. Nó vẫn internet banking nhưng không đúng, nó vẫn là xem như nó là tiền mặt. Em hiểu là như vậy thì em sẽ sau này em sẽ rất là dễ dàng, chứ không phải là em gặp em cứ bị rối, em cứ lan man nó không được nha. Chỗ này phải rất rõ như vừa rồi. Bây giờ sẽ nói thêm, nó sẽ có những câu hỏi, tức là nó sẽ có những câu giải đáp cho em về sau này. Rồi em thấy không, mua vào tức là ý A là ổn nha. Nếu mà chịu ổn á thì em bất chợt nghĩ ra cái ý gì thì em cứ ghi chú vô, em hỏi, em ghi câu hỏi nó lại. Ủa sao em thấy là lạ ta, em vẫn chưa đạt yêu cầu thì em vẫn cứ phải ghi lại, để sau này em sẽ cảm thấy nó rất là nhẹ nhàng, chứ không là sau này em cảm thấy cái khoản này mơ hồ là không được. Em hình dung không? Dạ. Nhớ phải ghi lại nha, từ câu mà em học được cho đến câu mà em không hiểu em phải ghi vô. Cái vấn đề em hiểu là em ghi là tôi hiểu như thế này, rồi cái vấn đề em chưa hiểu thì chỗ này em chưa hiểu đó là cái gì đó, rồi dấu chấm hỏi để bữa sau mình quay lại mình hỏi vấn đề. Được. Rồi ý B nha, ý B là có nghĩa là cứ mỗi lần mua vào là tổng tiền thanh toán là trên 20 triệu thì phải thanh toán không dùng tiền mặt. Hoặc có nghĩa là nó nói ghi rõ là nếu không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì không được khấu trừ. Rất rõ ra. Ok. Tiếp này. Cái này hay này. Cái công ty thường đường nào nó cũng sẽ có mua trả chậm trả góp ở đây mà. Được không? Đối với hàng hóa dịch vụ mua trả chậm trả góp có nghĩa là mua nợ. Em đồng ý không? Dạ. Yeah. Và những trường hợp này á, để hiểu được thì ai cũng sẽ phải có cái hợp đồng, và cơ quan kiểm tra họ sẽ đòi hợp đồng để thể hiện nó là mua trả chậm trả gốc. Nếu mà em không có cái này thì nó không vào rơi vào trường hợp này. Em hiểu ý không? Nó sẽ phải rơi vào trường hợp khác. Đây, trả chậm trả gốc có giá trị hàng hóa dịch vụ mua từ 20 triệu đồng trở lên. Cơ sở kinh doanh căn cứ vào hợp đồng mua hàng hóa dịch vụ bằng văn bản phải hóa đơn giá trị gia tăng và chứng từ thanh toán qua ngân hàng của hàng hóa dịch vụ mua trả chậm trả gốc để kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. Nghĩa là em sẽ phải có hợp đồng, được có hóa đơn và chứng từ thanh toán thì ba thứ này nó mới đảm bảo là em được khấu trừ đối với những hợp đồng mua trả chậm trả gốc. Ok không? Yeah. Rồi nó ghi ý để phân tích cái ý này này. Nên trường hợp chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng có nghĩa là sao? Em mới có hợp đồng, em mới có hóa đơn à? Em nói không? Trường hợp chưa có chứng từ thanh toán. Dạ. Yeah. Thì trường hợp chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Do chưa đến thời điểm thanh toán theo hợp đồng thì cơ sở kinh doanh vẫn được kê khai khấu trừ thuế giá trị tăng đầu vào. Ví dụ như tôi mua cái này điện thoại này là 101 triệu, tôi hẹn tức là tôi trả góp trong vòng 6 tháng, tóm lại là 6 tháng sau là tôi mới dứt điểm cái điện thoại này, được không? Dạ. Yeah. Rồi thì bây giờ đến tháng thứ 5 ấy, là tôi vẫn chưa có chứng từ thanh toán đầy đủ thì vẫn cho tôi được khấu trừ thôi, ok không? Yeah. Đến tháng thứ 6 là hết hạn rồi mà vẫn không có chứng từ thanh toán thì sao? Khả năng cao nó có cái ý tiếp theo đây. Trường hợp khi thanh toán cơ sở kinh doanh không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng, đúng không em? Dạ. Đó là ý đó. Thì cơ sở kinh doanh phải kê khai điều chỉnh giảm số thuế giá trị gia tăng đã được khấu trừ đối với phần giá trị hàng hóa dịch vụ không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng vào kỳ tính thuế phát sinh việc thanh toán bằng tiền mặt, kể cả trong trường hợp cơ quan thuế và các cơ quan chức năng đã có quyết định thanh tra kiểm tra kỳ tính thuế có phát sinh thuế giá trị tăng đã kê khai khấu trừ. Em hình dung ý nào? Tôi giải thích cho này, đừng khỏi cần đọc cái này, tôi giải thích cho. Cái điện thoại này 101, được không? Dạ. Về cơ bản là tôi chưa trả cắt nào luôn,
tôi hẹn 6 tháng sau tôi mới trả cái này được không? Dạ. Bây giờ là nói chung là từ bây giờ tháng, tóm lại là hết 30 tháng 6 năm 2021 là tôi sẽ trả hết nợ cái điện thoại này được không? Được. Rồi bây giờ là tôi vẫn sẽ được khấu trừ 10 triệu đúng không em? Đúng. Đó. Thì bây giờ đến tháng 2 tôi vẫn được khấu trừ 10 triệu. Tháng 3 vẫn được khấu trừ 10 triệu. Tháng 4 vẫn được khấu trừ 10 triệu. Tháng 5 cũng được. Tháng 6 cũng được. Nhưng mà đến 30 tháng 6 thì sao? Hết 30 tháng 6 thì vẫn còn được khấu trừ. Được không? Vẫn nằm trong 30 tháng 6. Thì qua ngày 1 tháng 7, nếu mà vẫn chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì bây giờ tôi sẽ phải điều chỉnh giảm lại cái 10 triệu hồi trước tôi đã khấu trừ. Đồng ý không em? Dạ. Rồi, rõ chưa? Nhưng mà chưa. Em hỏi này xíu. Ví dụ nha, trên cái hợp đồng đó, trên hợp đồng đó nó ghi á, là phải thanh toán trước ngày 30 tháng 6 đi. Là phải thanh toán hết cái tiền đó. Nhưng mà mình ví dụ như là mình thanh toán sau ngày 30 tháng 6 là mình không được khấu trừ. Có thể hiểu như vậy, đúng. Nhưng đúng. Mà thường thường em thấy thì chắc người ta cũng tính vô hết. Tính vô hết là sao? À, có nghĩa là vẫn được khấu trừ phải không? Dạ. À, nó sai. Nó sai. Có nghĩa là ví dụ như lỡ thanh toán ngày 1/7 á. Thì chắc cũng tính. Nhưng mà là sai đúng không anh? Sai. Phải làm theo đúng hợp đồng. Thì vậy em phải sửa hợp đồng, em phải gia hạn hợp đồng. Em hiểu không? Ý đó. Muốn hợp thức thì phải làm một cái phụ lục nữa. Đúng, chính xác. Chứ bây giờ em đã cứ theo đúng luật mà làm, em hiểu ý không? Dạ. Em phải nhớ là luật nó nói sao là ghi vậy, đừng bị tình cảm điền, đừng bị thực tế, đừng bị cái vấn đề gì đó mà theo tính chất cá nhân hay là tính chất ổ giám đốc hay là tính chất vùng miền, không có cái ý đó đâu. Luật nó là như vậy thì mình cứ đúng luật. Em hiểu không? Dạ. Đừng tính chuyện lách luật, em không có cửa lách luật đâu. Được không? Mình cứ hiểu đúng luật cái đã rồi từ từ mình tính chuyện khác. Bây giờ về cơ bản là cứ đến hạn thanh toán. Tức là trong hạn là ông chưa có thanh toán thì sao cũng được, tôi sẽ chấp nhận cho ông khấu trừ là đến 30 tháng 6 ông vẫn cứ được khấu trừ bình thường. Chứ có nghĩa là từng đợt đó họ xuất không mình hóa đơn bình thường đúng không ạ? Thì cứ bình thường, cứ thôi cơ quan thuế có kiểm tra gì đấy cứ kiểm tra, đúng không? Dạ. Kiểm tra thì vẫn chấp nhận khấu trừ bình thường, nhưng mà đến 1 tháng 7 vẫn chưa có thanh toán. Hoặc gọi là cơ sở không có chứng từ thanh toán. Tức là đến ngày 30 tháng 6 ông đâu có chứng từ thanh toán gì đâu. Thì coi nhưng như là đây là đối với trường hợp trả chậm trả góp. Thì đúng rồi. Còn nếu như mà không phải trường hợp trả chậm trả góp, ví dụ là một hợp đồng mua hàng bình thường đi. Nó không ghi gì trả chậm trả góp gì cho nó hết á. Vì sao? Nếu mà bây giờ nha, bây giờ là ngày 27 tháng 4, cứ mua bình thường. Đúng không? Dạ. Em mua rồi mà em không có chứng từ thanh toán thì sao? Thì ý là ví dụ như là trên cái hợp đồng nó ghi là chờ ta. Thì cơ bản vậy này, nếu mà em không có hợp đồng ấy thì coi như là em mua là hàng trả ngay đúng không? Thanh toán. Nếu mà thanh toán ngay mà bây giờ em có chứng minh cho được chứng cứ chuyển tiền của em không? Có không? Có. Có thì thôi ok, nếu có thì ok. Còn nếu không á, thì chỗ đó bị loại, không cho khấu trừ thuế. Còn nếu mà muốn được khấu trừ thuế thì em phải có hợp đồng trả chậm trả góp thì mới được từ từ trả. Hiểu ý không? Em hiểu, nhưng mà ý là đây, tờ tôi ghi nó đây này. Ý là trả chậm trả góp mình sẽ hiểu trên hợp đồng nó sẽ thể hiện nó ghi như thế nào anh? Thì mua tháng sau thanh toán. Tức là tôi mua cái điện thoại này 101 đúng không? Dạ. Giờ tôi trả 10 triệu, 6 tháng sau tôi trả 100 triệu, còn không thì bây giờ tôi mua nợ. 6 tháng sau tôi trả. Đủ 101, giờ ông cứ bán cho tôi đi, ông xuất cái đơn cho tôi tháng sau, 2 tháng sau, 3 tháng sau, 4 tháng sau gì đó tôi sẽ trả cho ông 101. Thì đấy gọi là trả chậm trả góp. Em nó là trả chậm thôi, còn trả góp là hình thức trả góp, nó là trả góp nữa. Em ví dụ nha, ví dụ như cái hợp đồng nó ghi là gì ta?
Nó trả 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 theo từng đợt ấy. Ví dụ như đợt một là có cái tờ giấy Thì cũng là trả chậm thôi, à. nó là trả chậm trả gốc. Xong rồi nó ghi là tới lúc có, nói chung là nó cũng ghi chung chung Thì quá. cũng cũng là trả chậm trả góp, cũng vân vân cũng đâu đó là nó thanh toán từng chặng 10% rồi 30% rồi 40% rồi phần còn lại sẽ thanh toán sau khi nghiệm thu cái gì đó vân vân, cũng chỉ là như vậy thôi. Cái ý của nó là vẫn là trả chậm trả góp thôi, không vấn đề gì. Câu chuyện ở đây là gì? Câu chuyện ở đây này là hợp đồng này, trả chậm này, trả góp này, rồi hóa đơn này, rồi chứng từ thanh toán này, không dùng tiền mặt này. Đấy. Ba cái này á, là được khấu rồi, nhưng mà giờ nó có nhiêu đây à? Được chưa, chưa có chứng từ thanh toán. Quay ngân hàng thì sao em? Thì nếu đến hạn mà chưa có thì loại thuế, thì có nghĩa là sao, là thuế không được khấu trừ. Còn bây giờ là em không có hợp đồng rồi, có hóa đơn lớn hơn 20 triệu đúng không, đúng không? Ví dụ vậy có thắc mắc không? Thắc mắc thì nói, còn không thì thì thôi để từ từ nó khỏi bị rối. Rồi nếu nếu mà không có hợp đồng cũng không không có chứng từ luôn. Không có chứng từ thanh toán ngoài ngân hàng luôn. Thì hiểu sao? Không được có trừ. Thì hiểu, hiểu có nghĩa là gì? Nghĩa là ông mua hàng thanh toán ngay đúng không, mà thanh toán ngay có nghĩa là thanh toán rồi đó. Rồi có nghĩa là ông không không chứng minh được là thanh toán qua ngân hàng đúng không, ông đâu có chứng minh được là thanh toán qua ngân hàng đúng không, không có chứng cứ, không có chứng cứ, hoặc gọi là không có chứng từ chuyển tiền qua ngân hàng, vậy thì Không được không trừ. không được khấu trừ thuế, vậy thôi. Giờ ông muốn được khấu trừ thuế đây, Muốn. nói hơi xa chút, muốn được khấu trừ thuế thì việc của ông là phải xem lại thời hạn thanh toán là đến chưa, đúng không em? Vậy thì đến hạn thanh toán chưa, xem ở đâu? Tiếp trên hợp đồng. Thì phải xem trên hợp đồng, thì hợp đồng có không? Không Không có. không có loại. Thì bây giờ muốn có là ông phải có hợp đồng đúng không? Bạn gọi nhậu kìa, Ở nhà gọi, có hẹn, có hẹn, nhà gọi. có hẹn, em hiểu không? Phải hiểu nha, tại vì phần này em không hiểu không được, và phải hiểu rõ như nãy giờ tôi nói từng ý từng câu như vậy, nó luồn lách léo lặn lương lẹo lượn lờ lấp lánh lung linh là gì đây. Em hiểu không? Nếu mà em hiểu rồi thì hãy chốt cái nội dung mà em đã hiểu vào trong vở ấy, để mình chốt cái nội dung này để bữa sau ấy, là nó dựa theo cái cốt lõi đấy. Thì em hiểu á, nhưng mà là có những cái hợp đồng á, kiểu như nó hơi ghi không có rõ. Nó không rõ sai vậy thôi, nó phải rõ.
nó phải rõ là đến hạn thanh toán là bao nhiêu ấy. Ví dụ như 30 tháng 6 là đến hạn thanh toán mà em chưa thanh toán còn nhiều sai, thì muốn mình đúng là em phải gia hạn hợp đồng. Ví dụ như nó kêu là cái mình thanh toán nội bộ đợt hai là cho tạm ứng đi, chưa có xuất hóa đơn gì hết, xong rồi tới cái đợt thứ ba là đợt thanh toán cuối cùng á, là nó kêu với điều kiện là mình thanh toán được cuối cùng là với cái điều kiện là khi mà nó xuất hóa đơn, mình nhận được hóa đơn hợp đồng thanh toán trước bao nhiêu ngày đó, thì em thấy ở đâu nó ví dụ như thanh toán trước 20 ngày đi, từ khi nhận hóa đơn, từ khi nhận hóa đơn mình đâu biết từ khi nhận hóa đơn là khi nào. Thì bên này giao hóa đơn lúc nào thì nhận lúc đó, Nhưng mà không có biên bản mình giao nhận sao? phải có nữa. Nên nói cái chỗ có nhiều cái nó mơ hồ á. Không mơ hồ đâu. Để hôm nào em kiếm cái ví dụ cho anh xem thử nha. Ừ, được. Nói chung cái mà mơ hồ cứ 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 lấy cái chứng cứ dẫn chứng này nói cho nó dễ, hiểu Dạ. không? Ừ, ghi chú lại. Rồi. Thân ái chào tạm biệt thầy. Dạ. Đi Anh nhậu thầy. chị 9 giờ đi ngủ. 9 giờ đi ngủ hả? Chín giờ trên rưỡi là ngủ, À, mấy giờ dậy ngủ mất đất, 5 rưỡi dậy, là bao bao tiếng ta? 8 tiếng, 8 tiếng á. À, trưa ngủ trưa 15-20 phút, chỉ ngủ chúng thôi. chúng mà không bao giờ thấy thì đủ ngủ. Cái đây mà Dạ. quen cái đây à, cái Ừ. đây là ngủ của mình nên nó quen hả? Ngủ ngủ đá rồi. Sau 9 giờ rưỡi là bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài. Tôi ngủ hồi trước tôi ngủ nó ít hơn, hôm nay tôi ngủ nó nhiều hơn, nên tôi ngủ buổi tối tôi ngủ 6 tiếng. Là sáng anh dậy sớm á. Cũng không sớm đâu. Nói chung khao khát và mong muốn tôi bây giờ dậy được khoảng tầm 3 giờ 3 rưỡi. Chưa được. 3 giờ 3 rưỡi đang giấc ngon lành vậy. À, không là 4 giờ. Ừ. Nói chung là những giờ đấy tôi đang rất là phấn đấu để nó trở thành thói quen, chứ còn mình dạy một bữa hoặc là 3 bữa 4 bữa nó không phải, nó phải là 90 ngày liên tục miết luôn, nó qua cơn 90 ngày là sau nó cứ vậy. Anh gửi video qua cho em nha. Ừ, rồi gửi liền cấp máy Dạ. em. Bye bye. Ngày mai học tiếp nha. À, ừ, mai học tiếp Dạ. là tuần sau hả? Tuần sau là chúng ta sẽ làm việc, có thể là Thứ hai anh làm lại chưa? thứ hai là ngày mấy Thứ hai lễ nghỉ bù á. là Bù ngày lễ. mấy, là ngày mấy à? Ngày ngày ba hay sao? Ngày ba hả? Dạ. À, ngày ba làm rồi. Ừ, cứ cứ đúng lịch mà làm thôi. Ừ, được. Dạ, ấy là em chốt lịch cho anh á, em không 30 họp tháng thứ 4. sáu để chuyển thứ sáu thành thứ hai. Ừ. Anh coi thử anh xếp thử lịch thử được không? Rồi, chúng ta sẽ học và bữa sau em học với một cái khung cảnh khác. À, bởi vì tôi sẽ đi xa, tôi ra tới miền Bắc. À. Nữa. Sướng Chứ ngày nào tôi có cái giải trình thuế ngồi đó. với chị hả? Đi hai bạn nữa, không Lý ở nhà, giám đốc ở nhà lo điều hành. Yeah. Vậy xuống nữa, trời ơi. Bữa giờ đi kiểm tra thuế suốt mà mai đấy, đây mai hội nghị ông Sâm ấy. Ra ngồi bác luôn hả anh? Ra ngồi Ừ. bác, ra ngồi bác với có thế luôn. Ừ, đúng rồi. Đi giữ chứ. Ừ.
ít mà bót hình ít quá mà tôi đi nhiều lắm, nhiều nay nay là do là dân cư nó kinh quá nên là bớt 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 hình, hình nhiều quá như mày. Rồi ăn cơm đi cho trễ giờ em, hồi nãy Dạ. rồi thông cảm cho tôi nghe, hồi nãy tôi đi sắp xếp mà quán nó chậm quá, phát sinh nhiều việc. Dạ đâu có gì đâu, em cũng làm chưa xong việc của em nữa. Rồi. Dạ, ok nha, bye anh. Rồi, chúc Dạ. ngon miệng, chúc ngủ ngon. Bye bye. Dạ.